Xin chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuỗi livestream theo trang bị bầu hiện đại đi sinh của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI rồi đây. Trong livestream ngày hôm nay, chúng ta sẽ đồng hành cùng thai phụ Đinh Thị Kim Oanh trong hành trình đi sinh của chị và cùng tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích trong chủ đề của buổi livestream này. Đái tháo đường thai kỳ, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết. Hiện tại thì chị Oanh đang có một tâm trạng khá tốt, thoải mái để chuẩn bị bước vào quá trình vượt cạn chào đón con yêu. Các bạn hãy cùng Thu Cúc TCI theo chân chị đi sinh và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới chị nhé. Và như mọi khi thì trước khi phẫu thuật mổ lấy thai, sản phụ sẽ được tiêm gây tê màng cứng để đảm bảo các phẫu thuật thuận lợi nhất. Bác sĩ gây tê gây mê tại Thu Cúc TCI có tay nghề cao, thực hiện tiêm gây tê rất nhẹ nhàng, dứt khoát nên các chị em không cần phải quá lo lắng đâu nhé. Việc gây tê tủy sống sẽ giúp cho sản phụ mất đi cảm giác đau từ nửa thân dưới trở xuống. Còn nửa thân trên thì mẹ vẫn hoàn toàn cảm nhận bình thường và tỉnh táo để được áp ra con ngay sau khi chào đời đấy ạ. Và cũng trong quá trình tiêm gây tê sẽ luôn có điều dưỡng viên đứng bên cạnh mẹ để động viên giúp mẹ bớt căng thẳng lo âu. Các bạn đang xem livestream hãy thả tim và gửi nhiều lời chúc đến mẹ Oanh để chị sớm mẹ tròn con vuông nhé. Ekip của chúng tôi đang từng bước hoàn tất việc sát trùng vùng bụng cho chị và đảm bảo vệ sinh an toàn trong quá trình phẫu thuật. Các thao tác diễn ra rất nhanh chóng chính xác để ca mổ của chị Oanh sẽ được diễn ra ngay sau đây ạ. Nói qua một chút về tình trạng của chị Oanh, chị đang mang thai con lần thứ tư. Trong quá trình khám thai định kỳ tại Thu Cúc TCI, bác sĩ chẩn đoán chị bị tiểu đường thai kỳ, trước đây đã từng thực hiện mổ đẻ. Và với trường hợp này, bác sĩ chỉ định chị Oanh mổ đẻ chủ động tại tuần thai 38 tuần một ngày. Phụ trách chính cho ca mổ ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Văn Hà, phó giám đốc kiêm trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc TCI. Bác sĩ Hà đã có gần 40 năm kinh nghiệm chuyên môn về phụ sản, từng làm việc tại các bệnh viện phụ sản lớn, là người nhiệt huyết và có tay nghề cao nên được nhiều mẹ bầu tin tưởng lựa chọn đấy ạ. Và rất nhanh thôi, ca sinh mổ của chị Oanh đã chính thức diễn ra rồi. Như các bạn đã thấy thì ekip bác sĩ đang phối hợp rất nhịp nhàng trong từng thao tác để nhanh chóng đưa em bé của mẹ Oanh ra ngoài. Việc rút ngắn thời gian mổ đẻ vừa giúp sản phụ tránh mất máu nhiều, vừa thuận lợi hơn trong quá trình hồi phục sau sinh đấy ạ. Vì thế mà các bạn đã xem livestream ơi, hãy dành những lời chúc tốt đẹp đến chị Oanh và ekip bác sĩ để chúng ta sớm nghe được tiếng khóc của em bé chào đời trong phòng sinh ngày hôm nay nhé. Và cuối cùng giây phút chúng ta mong chờ đã đến rồi ạ. Chúng tôi quan sát thấy bác sĩ Hà đang từ từ đưa em bé của mẹ Oanh ra ngoài rồi đấy ạ. Xin được chúc mừng chị Oanh cùng gia đình. Ngay sau khi em bé chào đời, bác sĩ Hà sẽ vệ sinh qua cơ thể cho bé, đồng thời kẹp và cắt dây rốn. Các bạn đang xem livestream có nghe rõ tiếng khóc chào đời của em bé không ạ? Đây là âm thanh thiêng liêng và xúc động nhất tại phòng sinh đúng không ạ? Em bé bây giờ sẽ được chuyển cho cô điều dưỡng chăm sóc tiếp. Cô điều dưỡng luôn túc trực tại phòng sinh để sẵn sàng chăm sóc bé ngay khi chào đời. Mọi quy trình sinh nở tại Thu Cúc TCI đều diễn ra nhịp nhàng nhanh chóng nên bố mẹ có thể yên tâm nhé. Em bé của chúng ta sau khi được vệ sinh thì sẽ được các bác sĩ nhi khoa kiểm tra tình trạng sức khỏe bằng cách nghe tim, phổi cũng như màu da và các phản xạ tay chân để đánh giá một cách chính xác nhất. Đây cũng là quy trình mà các bạn thường thấy trong các số livestream theo chân mẹ bầu hiện đại đi sinh của Thu Cúc TCI đấy ạ. Sau khi khám sức khỏe xong, trộm vía là các chỉ số sức khỏe của con đều tốt. Cô điều dưỡng sẽ tiếp tục vệ sinh cơ thể, mặc bỉm, đội mũ và quấn khăn để ủ ấm cơ thể cho em bé các bạn ạ. Giờ thì mẹ Oanh gặp mặt con yêu một chút nhé, rồi cô điều dưỡng sẽ đưa em bé đi cân.
Các bạn đoán xem là em bé của mẹ Oanh ngày hôm nay có cân nặng bao nhiêu nhé? Hồi hộp quá phải không ạ? Vâng, và em bé nặng hơn 3,5kg tính cả khăn quấn đấy các bạn ơi. Đây là cân nặng tiêu chuẩn của một trẻ sơ sinh tại Việt Nam. Và một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng tới mẹ Oanh cùng với gia đình của mình ạ. Cùng quay trở lại phòng sinh thì giờ cô điều dưỡng sẽ giúp mẹ và bé được áp ra ngay sau sinh đấy ạ. Phía dưới các bác sĩ vẫn đang hoàn thiện nốt ca phẫu thuật, còn ở trên mẹ Oanh vẫn tỉnh táo và ôm con yêu vào lòng. Và trong lúc mẹ con chị Oanh đang thực hiện phương pháp da cầy da, chúng ta hãy cùng quay trở lại tìm hiểu chủ đề của livestream ngày hôm nay: đái tháo đường thai kỳ, nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết. Tôi tin chắc rằng đây là chủ đề mà nhiều mẹ bầu quan tâm, bởi tiểu đường thai kỳ rất dễ gặp phải và gây nên nhiều nguy cơ sức khỏe ảnh hưởng xấu tới cả thai phụ và thai nhi đấy ạ. Đái tháo đường thai kỳ hay tiểu đường thai kỳ là tình trạng lượng đường trong máu cao ở một số phụ nữ trong thời gian mang bầu. Bệnh thường phát triển từ tuần thai thứ 24 đến 28. Rất hiếm khi tiểu đường thai kỳ gây ra triệu chứng rõ rệt để mẹ bầu có thể nhận biết và phát hiện từ giai đoạn sớm. Bệnh chỉ được phát hiện trong những lần thăm khám định kỳ của thai phụ nếu có xuất hiện triệu chứng tiểu đường, bao gồm tiểu nhiều lần trong ngày, mệt mỏi, mờ mắt, khát nước liên tục, ngủ ngáy, tăng cân quá nhanh trong quá trình mang thai. Và để hiểu rõ nguyên nhân gây đái tháo đường thai kỳ, mẹ bầu cần hiểu được cơ chế tiết insulin trong cơ thể. Trong thời kỳ mang thai, nhau thai, cơ quan nuôi và cung cấp oxy cho em bé, tiết ra các hormone giúp thai nhi phát triển. Một vài hormone trong số này khiến cơ thể thai phụ khó sản xuất hoặc sử dụng insulin hơn, còn gọi là đề kháng insulin. Để giữ lượng đường trong máu ổn định, tuyến tụy của thai phụ phải tạo ra nhiều insulin hơn, gấp 3 lần bình thường. Và trong trường hợp tuyến tụy không thể tạo đủ insulin, lượng đường trong máu thai phụ sẽ tăng lên, gây ra bệnh đái tháo đường thai kỳ. Nguy cơ mắc đái tháo đường thai kỳ trong lúc mang bầu của bạn sẽ tăng lên nếu bị thừa cân, béo phì trước khi mang thai. Tăng cân rất nhanh trong thai kỳ. Có người thân là cha mẹ hoặc anh chị em mắc bệnh tiểu đường type 2, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường thai kỳ ở lần mang thai trước, thai phụ trên 35 tuổi. Có thể nói tiểu đường thai kỳ cần được phát hiện sớm thông qua khám và xét nghiệm chuyên sâu. Tại Thu Cúc TCI, khi bạn đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói, sẽ được thiết kế sẵn lộ trình khám tiểu đường thai kỳ từ tuần thứ 26. Mẹ bầu không cần quá lo lắng hay chủ động ghi nhớ lịch khám, mà sẽ được Thu Cúc TCI hướng dẫn, nhắc nhở tận tình để có một hành trình thai kỳ khỏe mạnh nhất. Chúng ta cùng quay trở lại phòng sinh và vậy là thời gian áp da giữa mẹ Oanh và con đã kết thúc. Giờ thì cô điều dưỡng đang tiếp tục vệ sinh cơ thể và mặc quần áo cho con để con sẵn sàng ra gặp bố rồi đây. Chia sẻ một chút cho quý vị về một đặc quyền khi các mẹ đăng ký thai sản trọn gói tại Thu Cúc TCI là không cần tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc cho con đâu ạ. Quần áo, bỉm sữa cho con đều được bệnh viện chuẩn bị sẵn, mẹ chỉ cần mang một bộ đồ cho mẹ khi xuất viện thôi nhé. Em bé của mẹ Oanh nhìn rất trộm vía phải không các bạn? Giờ thì cô điều dưỡng đang quấn khăn cho em bé. Tại Thu Cúc TCI, bé Nam sẽ được quấn khăn màu xanh các mẹ nhé. Em bé cũng được quấn khăn màu xanh, chứng tỏ đây là một tiểu hoàng tử rất đáng yêu đấy ạ. Nào, giờ thì chúng ta cùng dành một chút thời gian để ngắm nhìn em bé đáng yêu của mẹ Oanh nhé. Và giờ thì em bé chào mẹ Oanh một chút để cô điều dưỡng đưa con đi gặp bố nhé. Chắc lúc này bố cũng đang rất nóng lòng gặp con trai yêu rồi đấy ạ. Vâng, và cuối cùng sau bao giờ phút ngóng trông thì bố đã được đón tay con rồi đấy ạ. Bố và em bé sẽ được gặp nhau áp da tại phòng riêng được gọi là phòng áp da bố. Phòng được thiết kế với không gian riêng, yên tĩnh, sạch sẽ.
giúp cho khoảnh khắc bố và con gặp nhau trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết đấy ạ. Vâng, và có lẽ livestream của chúng tôi cũng sẽ kết thúc ở đây để nhường lại những giây phút riêng tư cho hai bố con. Mong rằng các mẹ bầu đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích trong hành trình mang thai, sinh nở của mình thông qua các buổi livestream đồng hành đi sinh của Thú Cúc TCI. Mọi thắc mắc về thai sản nói chung hay về các dịch vụ trong gói nói riêng, các mẹ hãy comment dưới đây để được chúng tôi giải đáp tư vấn nhanh nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những livestream tiếp theo.